Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm được huyện Mường Ảng quan tâm phát triển và là nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó từng bước hình thành nhóm sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, Mường Ảng có 4 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao cấp tỉnh. Cả 4 sản phẩm đều là cà phê. Các sản phẩm đã được quan tâm xúc tiến trong các hoạt động của tỉnh, huyện, hỗ trợ xây dựng tem nhãn, xây dựng và lắp đặt các biển quảng cáo. Sản phẩm cà phê bột Fadin của cơ sở chế biến cà phê Hà Trung ở thị trấn Mường Ảng được công nhận 3 sao mới đây. Để đảm bảo về chất lượng sản phẩm, cơ sở ký hợp đồng với một số hộ trồng cà phê trên địa bàn, cam kết luôn thu mua cao hơn thị trường từ 3 đến 5 giá để nông dân yên tâm chú trọng chất lượng. Vì vậy, mọi quy trình từ tỉa cành, chăm bón, phát cỏ đều được quan tâm, giám sát kỹ lưỡng theo hướng hữu cơ. Hạt cà phê được chọn lọc, phân loại, rang tay truyền thống một cách tỉ mỉ. Cái cơ sở của nhà mình thì là đó là được rang sao thủ công truyền thống. Đấy, thì cái độ chín của hạt cà phê ấy là được rang nó thẩm thấu, được chín từ than củi, nó chín từ từ. Cho nên là khi mà cảm nhận được mà uống được một cái ly cà phê mà rang sao thủ công thì nó cũng sẽ có một cái cảm nhận riêng. Từ cái khâu trồng, khâu chăm sóc cho đến khâu hái quả. Đấy, là tuyệt đối là không hề phun những cái thuốc diệt cỏ hay thuốc trừ sâu gì cả. Đấy, thế nên hái quả thì là hái thủ công bằng tay, chọn lọc những quả chín, nhặt nhạnh rồi loại bỏ những cái hạt vàng đen. Đấy, không để một chút hạt vàng đen nào mình có thể vứt bỏ hết. Ngoài cà phê ra thì huyện Mường Ảng còn nhiều sản phẩm ô cốp tiềm năng đang được quan tâm thúc đẩy như bưởi da xanh, thịt tấy, vịt đầu xanh, mường lạn. Tuy nhiên, để xây dựng thành sản phẩm ô cốp còn là chặng đường dài bởi chưa có sự liên kết bao tiêu sản phẩm, chưa chú trọng phát triển và được công nhận sản phẩm Việt Gáp hữu cơ, thiếu bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc. Trong định hướng thực hiện chương trình ô cốp năm 2021, Mường Ảng coi phát triển các sản phẩm dịch vụ ô cốp là tiền đề quan trọng để phát triển, nâng cao chất lượng cũng như đa dạng hóa sản phẩm hiện có. Xác định cái sản phẩm chủ lực của huyện, đấy, đó là ngoài cà phê ra thì huyện Mường Ảng xác định một số cái loại cây ăn quả như bưởi da xanh và xoài Đài Loan, và cũng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với lại các đơn vị của Sở Nông nghiệp làm sao giúp cho người dân thành lập các hợp tác xã và tổ hợp tác để là hướng cho người dân sản xuất hữu cơ và hoặc là theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó lại có, mà khi sản phẩm đặc biệt là đối với cây ăn quả trên địa bàn huyện thì hiện nay là đã có một số sản phẩm như bưởi da xanh và xoài, và sau khi hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ tiến hành là định hướng để giúp cho người dân và các đặc biệt các hợp tác xã và tổ hợp tác là ngoài cái việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và sản xuất hữu cơ thì sẽ gắn cái sản phẩm ô cốp vào để đảm bảo là quảng bá giới thiệu rộng rãi trên thị trường. Phát triển các sản phẩm từ cây ăn quả thành sản phẩm ô cốp cũng được huyện Mường Ảng đang chú trọng triển khai thực hiện. Gia đình chị Vũ Thị Ngân ở xã Ảng Nưa cũng đăng ký tham gia chương trình ô cốp với sản phẩm bưởi da xanh. Hiện nay, gia đình chị có hơn 2 hectare bưởi da xanh đang cho thu hoạch. Gia đình là cũng đăng ký cái sản phẩm ô cốp để sau này ra cái thị trường của mình nó có cái thương hiệu để đầu ra nó ổn định. Là gia đình làm đúng theo cái tiêu chuẩn, là cái thứ nhất là phải không, mình không được dùng thuốc bảo vệ thực vật. Hai nữa là phân là phải dùng phân vi sinh với lại phân chuồng. Ba nữa là cỏ là mình phải phát bằng máy chứ không được phun thuốc cỏ. Tất cả làm theo cái quy trình khi mình ra cái sản phẩm là phải ra cái quả bưởi sạch là đầu tiên, xong đến chất lượng. Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng đã triển khai nhiều dự án liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Các loại cây ăn quả được trồng chủ yếu là xoài Đài Loan, bưởi da xanh, cam. Đến nay, diện tích cây ăn quả thuộc các dự án liên kết theo chuỗi của Mường Ảng là gần 200 ha. Trong thời gian vừa qua, huyện Mường Ảng đã tập trung phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả theo hướng là liên kết với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo sản phẩm có chất lượng và năng suất
thì phòng cũng đã tiến hành hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho bà con và tập huấn để làm sao thực hiện trồng cây ăn quả theo quy trình Việt Gáp, thực hiện dự án liên kết trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả để đảm bảo sản phẩm sau này của người dân sản xuất là có đầu ra ổn định. Để phát triển các sản phẩm OCOP mang đặc trưng của huyện, Mường Ảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các chủ thể nâng cao chất lượng sản phẩm, lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để ưu tiên phát triển, thành lập các hợp tác xã sản xuất kinh doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ với các doanh nghiệp lớn hơn, chú trọng xây dựng kênh phân phối, quảng bá sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP lâu dài, ổn định.